Rồi chào mọi người nhá. Thì hiện tại mình vừa xử lý xong một vài cái sản phẩm vang số SISO. Thì đều là SISO D3 mọi người nhá. Và đối với những cái sản phẩm này thì đều dính các cái bệnh chung là bệnh báo mã lỗi. Thì trong đó là có những sản phẩm thì báo lỗi 9, sản phẩm báo lỗi 10, sản phẩm thì báo lỗi 19. Thì hiện tại là đã cứu thành công các cái sản phẩm này. Và bản chất là sinh ra khi SISO mà sinh ra những lỗi 10 hoặc là lỗi 19 thì đều là do, hầu hết là do anh em thợ chúng ta là tự ý nạp lại phần mềm linh tinh hoặc là nâng cấp phần mềm linh tinh thì sẽ sinh ra những cái mã lỗi đó. Và mình khuyến cáo luôn là đối với SISO thì kể cả những anh em thợ đã sửa chữa thì chúng ta không nên tự ý chạy file IC linh tinh. Đó là một cái khuyến cáo. Chúng ta xử lý mà làm linh tinh về phần mềm thì sẽ rất dễ là dẫn đến những cái bệnh liên quan đến lỗi 10 hoặc là lỗi 18. Hai cái lỗi đó rất là khó xử lý. Thì hiện tại là đối với ba sản phẩm này, ghi nhận của khách là có một sản phẩm lỗi 10 này, một sản phẩm lỗi 09 này và một máy là lỗi 19. Thì hiện tại đã xử lý thành công những sản phẩm này. Và cả ba sản phẩm này mình có hỗ trợ cho một anh trai ở trong Thanh Hóa. Anh chuyên về buôn âm thanh thì mình không công khai về cái thông tin của anh. Đó thì mọi người, những ai mà có nhu cầu mà xử lý sửa chữa các cái lỗi đặc biệt là về mã lỗi trên SISO, đó có thể liên hệ trực tiếp theo số máy 0868 59964 để được để gặp trực tiếp kỹ thuật viên để được trao đổi mọi người nhá. Được trao đổi tư vấn cụ thể. Đó, đối với SISO là cái vấn đề mà rất là lan ra đối với anh em thợ, rất là khó khăn là vì cái vấn đề là xử lý các cái bệnh như là mã lỗi. Vì mã lỗi thì rất là khó xử lý. Nếu mà như những cái trường hợp mà lỗi về tín hiệu thì đại đa phần là liên quan đến phần cứng thôi, thì anh em đều hầu hết là đều có thể xử lý được. Còn riêng mà đối với những cái SISO mà đối với những cái trường hợp mà rơi vào lỗi báo mã lỗi, đặc biệt là những cái lỗi 09 hoặc lỗi 10, lỗi 18, thì cái này thì anh em chúng ta cần phải đi chuyên sâu về cái kỹ thuật công nghệ thì chúng ta mới có thể xử lý được. Đó, đây là một vài cái cân nhắc chia sẻ cho mọi người. Thì mọi thông tin chi tiết thì mọi người liên hệ trực tiếp theo số máy 0868 59964. Thì mọi người yêu quý kênh có thể bấm đăng ký kênh và kích vào nút hình quả chuông thông báo ở góc phải dưới video của màn hình để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video clip mới nhất mà kênh có đăng tải và cập nhật lên hàng ngày. Và ngoài ra thì mọi người có thể tham khảo thêm những video clip đã được đăng tải trên kênh. Cảm ơn mọi người đã xem video.